Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến nhà của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số cây mai tàn to nha quý vị. Chào anh. Rồi, chào Tuấn. Chào cô chú anh chị em đam mê mai vàng trên cả nước nha. Hôm nay em cũng có giao lưu mấy cây mai tàn á cho cô chú mình chơi Tết ha. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị em trên cả nước cũng ủng hộ mình mấy cái thời gian qua ha. Bây giờ em sẽ vô chi tiết cây số 1 cây này. Rồi, chi tiết cây số 1 ha. Dạ. Thì cái hình thức hôm nay là em bao xếp 200 km nha cô chú. Rồi, bao xếp 200 km. Dạ. Cây mã số 1 cây tàn rất là to, nay giới thiệu 4 cây mai tàn to nha quý vị. Rồi, cái này cao khoảng bao nhiêu anh Minh? Cây này tầm cao nó em có đo hảo sơ rồi đó là cỡ 3 m á. Rồi cao khoảng 3 m. Dạ. Ngang cũng cỡ đó không anh? Dạ tán ngang 3 m rưỡi. 3 rưỡi cao 3 m, ngang 3 m rưỡi. Rồi quý vị xem ha, cái tàn em nó ha. Dạng xương nữa ha. Rồi cái cốt chánh em nói ở đây nè quý vị. Cốt ha, mình mẩy gần guốc quá xá ha. Cái này thoát thân nó khoảng nhiêu anh? Thân nha. Dạ. Tới cổ rễ thôi nha anh. Nè tới mí này. Dạ. 50. Rồi thoát thân 50. Rồi hoành em nấu khoảng nhiêu anh? Hoành. Năm mươi bảy. Rồi 57. Rồi vị trí đó 57 nha quý vị. Nhích lên chút cho anh em, nó cũng nằm bút trên. Đó trên thì đó trên thì 53. 53. Anh đi bệnh có cấn thước không? Rồi để anh đi vòng ha. Em vòng sẵn nó xem đế luôn. Rồi 53. Đo cũng cao quá ha. Dạ. À quý vị. Đế có hết tứ diện luôn anh. Đi ngược gì bên kia cả nha quý vị. Qua mặt đến đây à quý vị. Đó cái tay cành nhất hay gì anh? Dạ, tính là cho anh em tham khảo chi cành nó lực lắm, nó cũng đều đều. Nhiêu anh? 20. Rồi. Đây cành nhì. 20 luôn. 20 luôn. Này cũng vậy luôn á. Cỡ đó ha. Dạ. Rồi, mặt bên đây quý vị, cái tàn mặt bên đây nè. Bên đây bên kia gì nói chung cũng giống nhau, cũng tròn ha. À. Cái cốt chánh của nó là quý vị. Chánh em nó ở đây ha. À. Rồi nút nụ thì quý vị xem nè. À. Mai này giờ chơi Tết được luôn á mấy anh. À. Nụ nè. Dạ. Giòn giòn đi ha. Dạ. Đây cái này mình giao lưu nhiêu đây anh? Cái này em giao lưu là 21 triệu. Rồi 21 triệu ship 200 km. Dạ, em ship 200. Anh em nhà có sân rộng á, về mình chằn ra rộng lắm. Ra ha. Bây dạ. Giờ con tạng đang hướng lên. Ừ. Mấy cây mai nằm bồn á là cái nó không bị mất sức. Anh em mà mua thì mình chỉ tháo cái bầu này ra. Tháo bầu quấn đi rồi, ha. Vô keo rồi mình quấn giao cho anh em là dạ. Không mất sức. Rồi mình qua cây số 2 ha. Rồi cây số 2. Cây này bông sao anh có bao năm cánh. Tờ cây mã số 2 kế bên đây luôn ha. Dạ cây số 2 bên đây luôn đi. Rồi cái này mình cho cao ngang em nói luôn ha. Dạ. Rồi khoảng cao nhiêu ngang nhiêu anh? Thì nó thằng này cao cỡ mình tính em cho 3 m. Rồi tán ngang nó 3 m rưỡi. Rồi rồi tàn này cây này vàng xương đặt kẹo hết trơn ha. Đó. Tàn này đẹp xương quá sát xương ha. Bởi vì vàng xương quá xá ha. À, nên lấy cái ống nước rồi quý vị. Thường thường ống nước là 4 mét ha. Dạ. Cây này là ống cây nước là 4 mét á. Anh em hình dung là nó này, gần... này cũng gần 3, dạ. Này cũng cỡ 3 mét rưỡi trở lại. Đó, thấy không? Dạ, dạ, dạ. Cho anh em hình dung được. Khoảng 3 mét 2, 3 mét 3 gì đó quý vị. Chứ không tới 3 mét rưỡi nha. Cái ngang. Rồi, ngang nó khoảng nhiêu anh? Dạ. Đó anh ngang nó cũng cỡ 3 mét rưỡi đó anh nè, thấy không? Cống nước mình nè. Rồi em đang bấu dưới bộ gốc rồi. Ừ. Rồi quý vị xem cái tàn đó ha. Nào, đế rồi mình kéo lên cái tàn cho em quý vị và anh em xem ha. Nó dàn xương đó ha, bẻ nhạo hết trơn ha.
xương dài 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 lên nữa ha, cốt chính ở trong đó. Đó thì mình cũng đặt cái ống nước cho quý vị xem cho nó chuẩn cái phần tầng ngang đó nè. Bên đây thì không thấy nó lú ra ha. Đó. Cái này chắc tầng ngang cũng khoảng cũng cỡ cỡ cái chiều cao đó quý vị, cũng khoảng 3m2 gì đó ha. Rồi. Giờ mình tiếp tục mình vô lại cái dàn hoành với đế thôi em nói nha quý vị. Xương hết sức xương ha. Đặt cái mấy cái cành này á, là đã qua chỉnh sửa rất lâu dạ, nó khoảng cỡ 20 năm rồi. 20 năm rồi. Dạ, thở cái lại uống. Nó uống nó thành cái co lắc nhạo hết luôn á. Nè. Thì nó một cốt á, nó lên ba thân cái này đóng vô dạng như là phước lộc thọ vậy đó. 1 2 3 nó đóng như đóng đưa vô đúng thế anh em. Cành lắc nhạo hết luôn. Cái này anh nên cho máy sát cho tới trên luôn, cành nhạo hết luôn. Nó là giống như là diện là cổ vậy. Cái kiện cổ hả? Dạ. Mấy cái cành này là thợ mà uống hồi xưa uống là nó liền cốt rồi luôn luôn, lắc co lắc hết luôn. Giờ anh em về á là ví dụ có chơi có sở hữu về mình uống nhôm ra nữa thì nó bự rộng ra nữa chứ không phải vậy đâu. Rồi, kéo ra nữa ha. Dạ đúng rồi nè. Kéo ra nữa chắc ra tất cả 4 mét á. Dạ. Ừ, trên chứ, kéo ra là sẽ cỡ 6 mét á, tại vì mỗi bên ra nhiêu đây nữa nè, ghê không? Rồi cho em đi vòng đi. Phần bé tay cành nhạo đây ha quý vị. Rồi mình vô cái hoành em nói đi ha. Rồi đem đồ hoành. Đế nè, đế lực hết sức lực luôn. Dạ, đế còn trời khỏi nói luôn. 53 anh. Rồi, 53 hoành ha. Dạ, 53. Cái bầu này nó lớn nó rộng, nó cỡ 1 mét á. Nếu mà cái đế nó. Anh tự vị trí cổ lên tốt thân, lên tách vị trí tầm 3 nó khoảng như. Dạ. 30 anh. 30 tính tới mặt bầu nhưng cái gì? 30. Dạ. Rồi, đi vòng đế nhưng cái gì? Rồi đế ha, đế cộng nào nó hết sức cái cộng ha. To to luôn. Hết nó sức. Nó dám còn nói dám. Gần cái này. Phi nó phi 90 á. 90 á. Ghê không? Đó phi 90 nhưng cái gì? Mà không xin gì nó. Dạ. À quý vị. Để giữ ha. Rồi, hàng này nằm bồn mấy anh em là yên chí sức sống nó là 100% luôn á. Em chỉ tháo này ra thôi. Rồi, ship cho anh em. Cái này giao lưu nhiêu đây anh? Em giao lưu với anh em cây mai này á là 190 triệu. Rồi, ship sao anh? Dạ em bao ship 200 luôn. Rồi, bao ship. Hàng này 200 là đi cần cẩu á. Dạ. Rồi. Mình qua cây số 3 ha. Dạ cây số 3 anh. Rồi, mã số 3 ở đây. Rồi mã số 3. Rồi anh lấy cây thước cây 4 mét của anh thật lên đây. Rồi vậy thì cho anh em hình dung được chứ gì á. Rồi cái này cũng nhem nhem 4 mét ha. Đó anh thấy anh em thấy không? Cỡ 4 mét rồi quý vị. Em để nó luôn. Đỉnh đọt là 4 mét à. 4 mét à. 4 mét. Đó đỉnh đọt 4 mét luôn anh. Rồi 4 mét ha. Rồi đem. Rồi cái ngang nó khoảng nhiêu đây anh? Chứ giờ đo vậy đi cho anh em hình dung được. Nó tính tới đây đi anh. Có 3 mét rưỡi đi ha. Dạ. Đó. Ở ngang tầm 3 mét rưỡi, cao 4 mét. Thì mấy cây này nằm bồn dĩ nhiên là nút nụ em nào thì cũng đặt okay. Để chơi Tết hết nha quý vị. Cây mai này em bao bông dảo nha. Bao bông dảo. Dạ. Từ 6 đến 12 cánh ha. Dạ. Nếu anh em mà ok mà chốt cây nào thì em xuống lá giùm luôn cho. Rồi. Bứng là xuống lá luôn. Dạ, bứng xuống lá cho anh em luôn. Rồi mình vô cái hoành thôi, mình áp vô đường thân nha. Đây cho em cái hoành em nói cái anh. Hoành này hoành to dữ à ha. Dạ. To nhỏ giờ mình đo rồi mới biết được ha. To à, em thấy là to à. Nhiêu anh? Rồi 65 yếu một xíu. Dạ. Siêu. Tính 64 đi. Tính 64 đi. Nè. À, rồi. Rồi, bơm thước hết nè, 64. Dạ, 64 dạ. Ờ, cái gì xem kỹ đế em nói ha. Đó. Để cái thoát thân này luôn. Thất thân. Rồi, 50. Thân 50 ha. Ừ. Ờ, gì xem đế em nói ha.
À, đế cũng nổi hột 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 cóc không ha. Đặt hết trơn. Đế nữa nó còn chìm như này dữ lắm. Ừ. Mình thấy không? Tại em không có mồi ra hết. Nó tới quốc này. Cái mai mình mai bự mồi chỉ. Dạ. Mồi chỉ khe được cái lớp trên đây thôi chứ. Mồi sâu quá mất đó. Sức thôi quý vị. Đó. Ừ. Chưa? Còn nữa nè. Còn dài dài luôn. Dạ. Này cũng vậy nữa. Đế nó còn cũng dữ dằn. Nó nổi sần sùi nó già. Rồi quý vị xem đường thân em nói ha. Tay cành nè. Này nói chung thì hai thân ha. Nụ thì khỏi nói rồi. Anh em nè. Em đưa do, em chỉ đưa nhanh, đưa nhanh nhỏ nè. Nhỏ dưới này nụ còn do trơn nè ha. Dài 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 đây vậy nè quý vị nè. Đặt hết trơn ha. Còn do. Đây cái này mà anh em về có sân kéo ra vẫn được nha. Đó. Kéo ra là hơi nó bún mát luôn á. Về mình kéo nữa. Là cái này mình giao lưu như thế anh. Cái này em giao lưu với đó là 37 triệu. 37 triệu ha. Dạ. Cây mai cái đế đẹp ha. Dạ. Hoành to luôn. Thì cái này nó lên đây là thoát nó thân cả gan ta. Gan tai ha. Dạ. Thì nó lên hai thân thì về anh em cứ đặt tên gì là ví dụ phu thê hay gì ha. Vẫn được. Huynh đệ. Huynh đệ gì á. Song thủ gì thì anh em đặt. Đâu mình qua cây số 4 ha. Rồi cây số 4 kế bên anh. Bên đây luôn. Rồi lấy cái thước 4 mét của anh qua theo luôn ha. Chắc mình hướng này quá quý vị. Cái này em cũng mới đem về. Xong rồi em xuống lá luôn. Rồi đặt cái thước 4 mét anh vô giúp em cái ha. Rồi, cây này là cây 4 mét. Thước 4 mét. Thước 4 mét của anh ạ. Dòm giùm em anh. Rồi. Này tính 3 mét rưỡi đi quý vị. 3 rưỡi là chắc luôn. Rồi cao ha. Dạ. Rồi ngang khoảng nhiêu lên. Rồi ngang 5 nấc rồi, sọt quá nữa. 3 mét thôi anh. Rồi, rồi tầm. Thôi tính anh em chuyện 2 mét rưỡi thôi đi. 2 mét rưỡi đi ha. 2 mét rưỡi dạ. Cho chắc đi ha. 2 mét rưỡi đi cho chắc. Cái này là nút nụ là bự hết sức to. Rồi nó nút nụ dữ rồi xong rồi xuống lá luôn à. Bự nhất luôn. Vậy mình. Ừ. Không có gì đưa lên cho quý vị không thấy đâu. Mình thấy mà bảo đảm là nút nụ rất là to nha quý vị. Đây anh né ra giúp em ha. Cái nhà, những cái vị trí mà được rớt lá bớt nè quý vị. Đó, nút nụ đặt ở trên đây ha. Dài ra trên kia nút nụ còn dữ hơn ở dưới đây nè quý vị. Cái đường thân em nói đây ha. Đây cũng là cốt ha. Tóc thân nó khoảng nhiêu vậy anh? 40 anh. Rồi để mình kéo từ đây lên nha quý vị. Dàn xương em nói nè. Cái này thì cái đọt chủ em nói nó hơi lắc qua đây nè quý vị. Vì quý vị có thể là kẹp kẹp cây gì hay là quý vị gỉ dây gì, lấy lại cái đỉnh nó hơi lắc qua đây ha. Nói chung cái đọt này mình kéo là dư sức luôn quý vị. Ngọn chủ nó nè, nó hơi lắc ha. Về kéo lại nha quý vị. Đọt chủ nó. Rồi mình cho cái hoành luôn ha. Rồi. Rồi hoành của em nó mình đo ngay chỗ vị trí đặt thước này là 42. 42 á. Dạ. Còn nếu mình trịch thước nhẹ xuống thì nó ra 43, nó tính 42. 42 đi. 42 được. Còn phần 2 phần không có vấn đề. Dạ, vấn đề đâu nhưng mà đo cho em coi thôi. À. Cũ là nó nở nha, cây này nó nở. Nở. Dạ. Gan tài ha. Nở chữ E. Ừ, nở nè. Có cái em đế cái cong bên đây to dưới ha. Bể bên đây thì dạ. Không bên thấy. Đây không thấy đế mà em nhưng cũng mà thấy không khai thác nhưng mà thấy có gân ha. Dạ, không biết nó có ở dưới hay không, không biết. Tại dưới tàn nên không khai thác mạnh. Có những cái khớp này mình không biết chừng nữa dưới nó có hay không, không anh mình không khai thác. Rồi, cái này mình giao luôn như anh. Cái này để anh em 8,5 triệu thôi. Rồi, ship 200 ha. Ship 200. Clip hôm nay thì anh Minh giới thiệu cho quý vị 4 cây mai tàng ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo anh Minh nha quý vị. Cứ mạnh dạn alo thương lượng với nhau ha.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.